Kính chào quý vị và các bạn. Trên tay tôi đây là một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và đây cũng là giấy chứng nhận quyền sử dụng sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở. Tôi muốn đem hai cái nội dung này để nói cho quý vị và các bạn. Đó, trên tay tôi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng mà ai đó nói rằng là trình tự tôi cấp sai, cho nên bây giờ tôi phải một người nào đó khiếu nại về trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và khiếu nại về mặt nội dung. Thì hôm nay thông qua cái video này, luật sư sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn hai điều kiện để hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chúng ta đang nói về một cái người khác do cái nguồn gốc rất là rõ, nhưng mà không biết lý do tại sao cái người hàng xóm, lý do tại sao cái người quản lý sử dụng tôi cho thuê, cho mượn để ở đó mà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hôm nay thì thông qua cái video này, tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn một cách cơ bản nhất hai điều kiện để hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chúng ta có hai cái điều kiện để hủy một cái giấy tờ, một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mà đặc biệt là văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp. Về điều kiện thì thứ nhất, hủy về mặt thủ tục. Thì chúng ta biết rồi, trong cái quá trình gọi là sang tên đăng bộ, thì nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà thì dễ rồi, nguồn gốc là do nhận chuyển nhượng, nguồn gốc là do mua bán. Nhưng thông thường cái sai ở đây là thông thường đất khai hoang, đất hợp thức hóa chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong cái quá trình quản lý, thực hiện cái chính sách của nhà nước thì nhà nước đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi đặt một cái giả thiết rằng sau năm 1975, sau khi mà tôi về và tôi thấy cái miếng đất đó và tôi quản lý sử dụng, thì trong cái quá trình tôi quản lý sử dụng cũng không thấy ai ra tranh chấp hết, và tôi tiếp tục quản lý sử dụng. Các bạn ha, tôi sử dụng từ năm 1975 đến tới năm nay là năm 2018, thì tôi vẫn ở trên đất, tôi vẫn đăng ký kê khai quản lý quyền sử dụng đất. Tuy nhiên rằng là trong cái quá trình tôi đăng ký kê khai, tôi được biết là cái nhà hàng xóm họ cấp cái phần quyền sử dụng đất. Trong cái quyền sử dụng đất của họ có hai thửa, một thửa là của họ có diện tích là 100 m², còn một thửa đất của họ cũng 100 m² luôn. Thửa số 2 là thửa đất của nhà tôi, và tôi buộc lòng phải đi khiếu nại, khiếu kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vì tôi cho rằng là tòa ơi, cơ quan hành chính ơi, tôi quản lý sử dụng đất liên tục ổn định, có đăng ký kê khai đó, mà tại sao lại được cấp cho nhà ông hàng xóm, trong khi hiện tại đất này tôi đang quản lý sử dụng. Thì như vậy, thông qua cái video này, tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn hai cái nội dung. Thì trong cái quá trình mà đi khiếu nại cấp giấy, thì tôi đã khiếu nại, thì mới được biết là cái trình tự mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cái ông nhà hàng xóm thì lại thiếu cái quá trình là niêm yết trong thời hạn 15 ngày. Đó là trình tự thủ tục. Thiếu bất cứ một cái giai đoạn nào, thiếu giáp ranh, thiếu đăng ký kê khai, thì do cái quá trình mà cấp giấy là cấp giấy đại trà, cho nên các cán bộ địa chính không có xuống kiểm tra thực địa, cho nên cấp giấy luôn cái phần mà đáng lẽ là quyền sử dụng đất cấp cho tôi lại cấp cho cái ông hàng xóm. Cho nên cái trình tự thủ tục bỏ qua, không qua cái giai đoạn niêm yết, cho nên sai cái phần trình tự thủ tục. Các bạn ha, đây là sai về mặt hình thức, sai về mặt trình tự thủ tục. Và đây cũng là một trong những yếu tố để hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi thêm một cái ví dụ nữa nha quý vị và các bạn.
Trước đây thì tôi đi tòa có một cái hồ sơ là như thế này. Mẹ đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì khi mẹ tặng cho lại một trong số các người con, thì đúng ra là tại thời điểm đó theo nghị định của 75 thì việc tặng cho quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền, tức là nói chung là nôm na là cái việc ký giấy chuyển nhượng, ký giấy tặng cho đã thuộc thẩm quyền của phòng tư pháp quận huyện, tuy nhiên rằng ở ủy ban dân xã ký luôn. Và thế là cái trình tự cấp giấy, cái trình tự mà tặng cho con á, sai về mặt thẩm quyền. Và quý vị và các bạn biết không, sai về mặt thẩm quyền thì chắc chắn là cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ bị hủy vì sai về mặt thẩm quyền. Tôi xin đề cập tới vấn đề thứ hai là sai về mặt đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi trở lại cái vấn đề là cũng cái ví dụ đầu tiên. Sau năm 1975 tôi quản lý sử dụng và được, tuy nhiên là tôi đăng ký kê khai đó. Tôi đăng ký kê khai sau năm 1975 nè, tôi đăng ký kê khai vào năm 1982 nè, tính 85, tôi đăng ký kê khai từ năm 95 nè, tôi lại đăng ký tiếp tục năm 2004. Tuy nhiên rằng là đúng ra là cái đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cấp cho tôi không biết. Đứa con trai của tôi nó lớn lên, nó ở trong nhà, không biết lý do tại sao mà nó đi ra xã, nó đi làm cơ quan nhà nước, nó được đăng ký kê khai và nó được cấp giấy cho nó luôn. Và tôi đã yêu cầu xin tòa án đơn khởi kiện để yêu cầu hủy cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này với lý do. Với lý do cái gì quý vị và các bạn biết không? Đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp này là tôi. Tôi quản lý sử dụng liên tục ổn định ngay tình và trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Thì đáng lẽ cái đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này là của tôi đó. Mà tại em biết tại sao khi mà cái thằng con trai của tôi nó đi ra đăng ký và được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tôi cũng không hiểu như thế nào hết. Bây giờ tôi cho rằng là cái quyền lợi của tôi bị thiệt hại. Và tôi nói tòa ơi, con trai tôi nó đăng ký không trung thực, và để trả lại cái tình trạng là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đáng lẽ là được cấp cho tôi kìa. Cho nên trong trường hợp này thì tôi đã khởi kiện đến tòa xin hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kính thưa quý vị và các bạn, trong rất là nhiều những cái trường hợp hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì thông qua cái video lần này tôi đã đưa cho quý vị và các bạn những cái tình huống rất là cụ thể từ văn phòng nhận được trong cái quá trình hành nghề. Nếu quý vị và các bạn có quan tâm, hoặc nếu quý vị và các bạn có những cái chi tiết cần đến cái việc tư vấn của luật sư bằng hình thức cầm tay chỉ việc, thì quý vị và các bạn có thể là xem cái đường link ở phía dưới, có một tư vấn trong trường hợp của quý vị và các bạn. Hoặc nếu quý vị và các bạn mong muốn rằng luật sư sẽ song hành với cầm tay chỉ việc cầm tay khởi kiện cùng các bạn, thì các bạn cũng có thể mua một cái gói nhỏ về hướng dẫn khởi kiện hủy giấy, hướng dẫn khởi kiện hủy quyết định hành chính, nó vẫn giống nhau quý vị và các bạn ạ, để chúng ta có thể được tiếp cận gần hơn với luật sư, và chúng ta sẽ được luật sư cầm tay chỉ việc trong trường hợp thực tế. Kính thưa quý vị và các bạn, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân ta phải biết luật ta. Hai cái nội dung để hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hủy về trình tự thủ tục, hủy về mặt nội dung, để chúng ta thấy được rằng trong bất kỳ một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nào đó, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bắt buộc phải hội đủ hai yếu tố. Thứ nhất là đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thứ hai là hình thức, là nội dung, cái trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đúng hay sai. Thưa quý vị và các bạn, trong hàng loạt video này, rất mong muốn quý vị và các bạn có những phản hồi để chương trình Dân ta phải biết luật ta ngày càng phát triển, ngày càng nâng lên cả chất lẫn lượng. Xin trân trọng cảm ơn.